tình của em nó giống như có quy luật vậy đó anh. Tới 2 năm rưỡi là chia tay thôi. Em cũng có 2 mối tình, cũng tựa tựa với tình của anh. Thôi trời đất ơi, cô chừng bên kia nha. Trời ơi, thì ra là em, thì ra là anh. Mời bạn Nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn giới thiệu về nhau, nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Em tên là Lê Hữu Đạt. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ Tiền Giang. Em đến từ Cái Bè, Tiền Giang và hiện em đang công tác, em là kỹ thuật viên về nấm. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Chào, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh em chơi, chào tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Thị Văn An, em 26 tuổi, em là nhân viên nhà nước, công tác tại khu quản lý giao thông đô thị số 3 thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng 26 luôn, đồng chất đồng màu luôn. Nhưng mà người ở thành phố, người ở Tiền Giang nha. Gần xịt có gì đâu. Dạ quê em ở Bến Tre. Ủa vậy hả? Đi ngang ạ. À. Vậy là cùng đường về rồi. Rồi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi An? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mà 2 mối tình của em nó giống như có quy luật vậy đó anh. Tới 2 năm rưỡi là chia tay thôi. Mà lý do tại sao mình lại chia tay? Mối tình thứ nhất thì anh đó, anh hay lăng nhăng. Anh nhắn tin cho em rồi nhắn tin cho cái người sau á. Thì vô tình là hai đứa em phát hiện được rồi. Hai đứa gặp nhau, thương lượng. Hai đứa là hai đứa con gái hả? Dạ. Anh nói là hai đứa hẹn ảnh ra ngồi, hỏi ảnh chọn ai. Vậy mới cao cờ chứ. Ảnh trốn luôn, anh đâu chịu gặp đâu. Trốn luôn hả? Rồi mối thứ hai sao em? Mối thứ hai thì trong lúc thất tình, cô đơn. Cái đi làm thì hai người gặp nhau, cái tâm sự. Tâm sự với cái yêu nhau luôn. Nhưng mà sau 2 năm rưỡi thì sao chia tay luôn? Anh này thì ảnh nặng gánh gia đình, rồi lo cho mẹ, lo cho em, rồi lơ là với chuyện tình yêu quá. Nên là em lại quyết định ra đi. Thôi bây giờ nghe tới tình sử anh bên kia coi. Em với bạn cũng đồng cảm. Em cũng có 2 mối tình, cũng tựa tựa với tình của bạn. Trời đất ơi, Cô chừng bên kia nha. Từ từ bên đây. Nãy giờ nghe giọng có thấy quen gì không? Con có quen không nha? Dạ con không quen rồi. Nó mở màn lên, nó trời ơi thì ra là em, thì ra là anh. Mối tình cuối cùng cách nay cũng 1 năm. Mối tình đầu của em thì cũng quen nhau 2 năm rưỡi. Rồi, sao chia tay? Bạn kia nhỏ hơn em tuổi. Khi mà ra trường thì em ra trường trước, em đi làm trước. Rồi cái môi trường thay đổi thì bạn kia cũng có qua lại với một anh khác. Rồi tới em phát hiện cũng tương tự như bạn nói vậy đó. Trời ơi, người mối tình thứ hai đang thất tình vậy đó, cái cũng gặp một cô gái cũng đang thất tình. Rồi sao giống dữ vậy trời. Hai người quen biết nhau trên mạng rồi qua lại, rồi cũng quen nhau được đâu khoảng 8 tháng rồi chia tay luôn. Bây giờ cặp này nếu mà được là mình phải cưới nhau sớm sớm nha. Đừng có để cái mức 2 năm rưỡi nó nguy hiểm lắm à, nó có huông á. Gái có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bạn trai bên đây nghe coi. Em có khuyết điểm là hơi bị lạnh lùng, khó gần. Ưu điểm thì chắc cũng là hòa đồng với người thân thôi, chọc mọi người vui vẻ này nọ. Mà chỉ thân thôi, còn người lạ còn là người lạ lạnh lùng. Tuyệt đối không tiếp xúc. Bạn trai thì sao? Mình có ưu khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, em dễ tiếp chuyện lắm, em biết nấu ăn. Còn tật xấu của em thì em hay nóng tính. Em hiền khô, nóng tính gì? Dạ, tại hiền như thế chứ lâu lâu ghìm cũng bộc phát à. Em thì cái gì cũng biết sơ sơ, nhưng có cái ủ đồ là không biết à. Ví dụ bữa nay lên đây mặc đồ lên đây là ai ủi? Có mấy chị trong biên tập viên ủi. Anh ủi cho em sáng cho ai ủi. Trời ơi. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Mẫu người đàn ông của gia đình. Cái đó anh làm được em ơi. Nhưng mà anh phải tập ủi đồ nha. Sao vậy? Ủi cho em với. Đừng có em không biết ủi đồ luôn nha. Không, em ủi được, cái gì em cũng biết làm, nhưng mà em làm cũng giỏi rồi. Bạn trai thì biết nhậu nhưng mà đừng có mê nhậu. Thích con gái nhưng mà đừng có mê gái. Chơi với bạn cũng đừng có mê bạn luôn. Ta thích ta mê rồi sao? Cái đẹp thì ai cũng thích nhưng mà đừng có chạy theo luôn rồi bỏ những cái hiện tại á. Kiểu đuổi mồi bắt bóng á. Em thích bạn trai cười đẹp, răng trắng. Cười đẹp, răng trắng. Coi ở bển cười ra coi răng đen thôi xuống luôn đi. Cái này không hút thuốc nữa nha. Em thì bị dính với thuốc mà không hút thuốc được. Rồi tốt. Chiều cao cân nặng gì không? Cân nặng khoảng 1m65 trở lên là được. Dư xăng. Rồi vậy bên đó có tiêu chuẩn gì? Em là cần người phụ nữ cá tính, phải có ý kiến riêng. Tại vì nhiều lúc trong cuộc sống thì vợ chồng thường trao đổi ý kiến mà hỏi vợ thì vợ nó thôi sao cũng được, không thích vậy. Trời, gặp người đó mà cũng chết luôn. Nếu vợ có chính kiến nhưng mà vợ nói ý kiến ra có nghe hay không hay là nếu mà đúng thì nghe, mình phải có suy nghĩ, mình chọn lọc nữa chứ. Nói chung là tôn trọng ý kiến của vợ luôn. Đúng rồi. Là được. Rồi vậy thôi ha, vậy là qua coi nha. Dạ. Thích vậy thôi. Chào chị. Rồi bên đây em cao mét mấy? Em có 1m6 mấy à. Sao mấy sao nhìn thấy cao vậy? Nó chơi chị với em 83. Trời ơi. Ông này cũng vậy, đứng lên coi. Được không chị? Rồi được, cao. Cao giống như cây trè miễu vậy. Vâng vâng. Được. Đợt này mà nếu được thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Phải có tìm hiểu khoảng 1 năm đến 5 rưỡi có thể kết hôn được. Đúng rồi, chứ đừng 2 năm rưỡi nha. Dạ đúng rồi, em nói nghe 2 năm rưỡi cũng sợ. Mà giờ trước khi đi nhà ba mẹ có dặn dò gì không? Có dặn. Dặn sao? Là khi nào mà dụ được á thì đem về cho ba mẹ coi. Dụ? Ba mẹ nào mà dặn dụ? Dụ cho ông thêm vô à. Để em tự nguyện anh ơi, đừng có dụ dỗ. Rồi bây giờ sống là lập nghiệp ở đâu? Dạ. Bây giờ lấy vợ lập nghiệp ở đâu? Mỹ Tho. Rồi có xin việc gì ở Mỹ Tho cho cổ làm được không? Dạ được. Sao mạnh miệng vậy, không suy nghĩ gì trơn vậy? Muốn về Mỹ Tho lập nghiệp thì em vẫn tìm được. Chắc chắn quá ha. Nghe rõ rồi hả em ha? Em không thích điều gì ở người bạn gái? Em không thích là người con gái lừa dối. Chứ không, không giữ lời hứa. Đến qua hỏi cô có lừa dối có... Không, bên đây người ta cũng bị lừa dối mà. Chào em. Nếu mà anh ấy chịu thì... khoảng bao lâu em có thể chấp nhận để anh ấy bước đến? Với em là yêu là cưới thôi anh. Wow, yêu là cưới. Rồi đấy. Em có phải là mẫu người phụ nữ thích lãng mạn hay là không thích lãng mạn? Em thích lãng mạn nhưng mà nó nằm trong một cái khuôn khổ nào đó thôi. Đừng có cái kiểu như là tạo mưa hay là nửa khuya mang quà tới là được rồi. Thưa người ta buồn ngủ cũng chết luôn, mang quà chi đúng không? Đúng rồi, cùng nhau đi biển lắm, mặt trời mọc rồi ví dụ vậy. Cô không thức khuya mà cô chịu dậy sớm. Được. Vừa thôi anh, đừng có quá là được. Đừng có quá là được. Đó, nãy giờ em nghe cô nói rồi đó. Bây giờ mình hỏi thăm người thân trước. Hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ, em đi với chị gái. Em chào chị Cát Tường, chào mọi người. Chào Đạt, chị không biết là chị nên chúc mừng em hay là chia buồn với em. Thì em nói là em cần một người... bạn có chính kiến, là em của chị là nó cãi tới luôn á. Rồi, chắc buồn quá. Nên là em thấy em nóng tính á. Dạ. Em chị thì nó bướng với nó lì lắm. Em nóng tính quá, em không kiềm chế được. Không có, em cỡ một cái rồi em suy nghĩ chị. Nếu mà mình sai thì mình cục đuôi, mình xin lỗi. Còn nếu mà mình đúng thì mình nói cho người ta hiểu mình. Nghe em nói vậy chị cũng yên tâm. Dạ. Có kiềm chế. Được rồi, Đạt đi với ai đã? Dạ, em có đi với anh em và chị đồng nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh nè chị. Dạ, chào bạn. Theo nhận xét của em thì em thấy bạn An cũng tương đối phù hợp với Đạt. Đạt thì nói chung là hiền. Và cái tính của Đạt thì cũng rất là thẳng thắn. Thì để có phần còn lại thì để cho Đạt tự tìm hiểu. Chị nghĩ bạn này sẽ rất là hợp với Đạt. Mà bạn này thì cá tính, sống có lẽ là sẽ nội tâm. Nhìn rất là dịu dàng, đầm thắm. Chị nghĩ là sẽ là mẫu người vợ lý tưởng. Chị hy vọng là em sẽ về đội của Đạt. Rồi, cảm ơn chị. Ý kiến của người thân là thấy ủng hộ không rồi đó. Giờ ăn thua là 2 người nữa thôi nha. Kéo màn. Rồi, kéo màn lên. Có 2 phút để trò chuyện với nhau. Anh thấy anh sao? Anh hiền. Để em theo kiến cho cái anh. Em đi cận em không thấy được. Được không? Nhìn kỹ nha. Mặt đen cho nên thấy răng cũng trắng. Dạ, có răng khểnh nữa chị. Không mà em ở Bến Tre mà em ở em. Em có một bài thơ. Em sẽ đọc một bài thơ để tặng anh ha. Sáng nay tung tăng em ra đầu ngõ, bác xe đến với bạn muốn hẹn hò. Vì tuổi em nay đã không còn nhỏ, đến gặp anh mơ một hạnh phúc to. Chị Tường anh Linh như một chuyến đò, chở những hoài bão của riêng nơi ta. Nếu mai sau có về chung một nhà, kỷ niệm này giữ mãi không phôi pha. Em bạn Đăng. Trai có hát bài tặng lại em gái đi. Dạ em cũng xin hát tặng bạn nữ một bài. Từng ngày từng giờ dần dần trôi, con tim anh vẫn nhớ mong hoài. Nhưng người làm con tim mình mong chờ, chính là em nguyện mong nhớ. Nhớ nụ cười, ánh mắt và đôi môi, dùng nó ấm áp động viên mỗi khi em cười. Được không? Không hát gì cũng không mở miệng luôn trời. Đạt vừa mới đọc bài gì vậy? Dạ đọc bài gáp anh. Bài gáp. Dạ. Anh có cảm nhận gì về em? Dạ, thấy em cũng dễ thương. Em cũng hay giận lắm nhưng mà em giận anh cứ năn nỉ chứ em giận mà anh im luôn là xong luôn ấy. Anh cũng chịu khó năn nỉ lắm. Mà em có mà anh chịu khó năn nỉ, em có chịu khó trả lời không? Mà khi mà anh mà năn nỉ em cứ gọi im thì người ta trả lời, người ta giận người ta đâu có trả lời 3-4 tin đầu gì đó nhưng mà nhắn tới cái tin thứ 10 thế nào cũng trả lời. Hồi đó giờ chị cũng giống với em á, mà chị chờ hoài không có ai trả nhắn tới thứ 10 hết nha em. Tới 3-4 thôi là xuống được rồi nghe cưng, tới thứ 10 là tới 40 tuổi giống chị luôn nha cưng nha. Với khi mà anh giận mà em biết cách nhõng nhẽo với anh thì cỡ nóng cỡ nào 1000 độ đúng còn về 37 độ rồi. Anh yên tâm, cái đó là bản năng của em rồi. Em có sai anh cũng xin lỗi anh đi. Khi mà em giận thì anh nên xuất hiện trước mặt em, còn em giận mà anh biến mất luôn đó là không em càng giận hơn. Không có biến mất đâu. Ví dụ như em giận mà em nhõng nhẽo đó là không bao giờ biến mất đâu. Và tự nhiên có người đâu sát bên ôm luôn à. Rồi, mỗi người một câu, chúng ta sẽ kết thúc. Em có thể cho anh một khoảng thời gian để anh chứng minh là những điều anh nói tại đây là sự thật và anh có thể làm cho em được hạnh phúc. Em hy vọng là sau hôm nay thì những điều tốt đẹp hơn sẽ tới với em và anh. Anh em móc méo không? Trời ơi, có móc méo này dễ thương ghê chưa? Dễ thương, có móc méo lại, móc méo sao? Móc méo sao? Chứ dễ thương quá, để nguyên, để nguyên. Hay rồi nha, cái vụ này hay á. Này có 2 người làm chứng đó nha. Dạ. Rồi, cảm ơn, hết thời gian rồi. Ta sẽ làm thủ tục thôi. Tôi thấy tình hình nó khả quan lắm rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Một câu chuyện tình mà chúng tôi nghĩ rằng một cái kết quá đẹp. Hôn, một nụ hôn đầu tiên để nhớ ngày gặp mặt. Đạt. Không được em. Rất dứt khoát. Đây là vé xem phim của hệ thống cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn. Đây, gửi tặng 2 bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng 2 bạn máy nước nóng Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Seton với tổng trị giá 7 triệu đồng. Rồi, hy vọng rằng 2 người sẽ xài chung cái máy nước nóng này nha. Đây, hoa của bạn. Em muốn ăn thì em thấy được, nhưng mà mọi người nói là không được. Rồi, bạn trai. Em biết nấu ăn nhưng mà nấu bất dở chị. Bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Nó tốt cỡ khoảng 3 tháng. Cái gì? À, chúc mừng cặp đôi đầu tiên. Rất là vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ 2 của ngày hôm nay. Hạ màn. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các anh chị ở đây. Em tên là Hoàng Thị Giang Thanh. Em năm nay 27 tuổi. Em làm nhân viên kế toán. Em ở Vũng Tàu ạ. Rồi, mời bạn nam. Em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Ngô Bình Nam, em 33 tuổi. Em làm nhân viên kiểm tra chất lượng ở công ty Bê Châu Việt Nam. Bây giờ mình đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Vũng Tàu chị. À, vậy là cùng rồi. Bạn kia ở Vũng Tàu, bạn làm Vũng Tàu vậy là hợp lý quá rồi. Những ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, em dễ thích nghi. Khuyết điểm của em là nóng tính. Em cố gắng khắc phục rất nhiều nhưng mà... Ủa nóng tính dữ lắm hả em? Dạ sếp em cũng hay nói em vậy. Những cái ý kiến em đưa ra hoặc là những cái em làm xong rồi sếp em bảo sai, nhưng mà em thấy nó đã đúng rồi thì em bảo vệ lập trường của mình á. Xong rồi đa số là sếp theo em. Kỳ vậy? Dạ. Ủa sếp nào cũng lạ quá ha. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không em? Em nấu ăn thì biết nấu nhưng mà nấu em ăn em thấy được, nhưng mà mọi người nói là không được. Rồi bạn trai, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không nè? Em ưu điểm là hòa đồng, nói chung là vui vẻ mọi người. Về nhược điểm thì em thứ nhất là nhút nhát, với lại khô khan, gặp bạn gái nhưng mà nhiều lúc chả biết mở lời sao. Vậy chứ mình trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng khoảng 3-4 mối tình à. 3-4 mối tình mà không biết mở lời đó. Dạ, tại trước giờ còn bạn gái chủ động. Hay vậy ta? Cuối cùng là sao bạn chia tay? Dạ, tại vì em đi công trường công tác xa á chị. Có đợt vừa rồi em để làm ở nhà máy lọc dầu Nghi Sơn á. Vừa rồi em cũng mới về cách ngay gần nửa năm. Đi xa quá rồi chia tay bạn gái hả? À, kiểu như xa quá rồi cái ở trong này có kiếm người khác. Nhưng mà giờ mối tình sắp tới, thí dụ quen cô bên kia rồi em có thời gian không? Em hiện tại vì em về trở lại công ty làm chính, tại vì trước kia em làm theo dự án, còn công ty chính em vẫn làm ở Vũng Tàu. Vậy là cố gắng nếu mà quen mối tình này đừng đi đâu xa nữa nha. Rồi bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì có một mối tình này em nhớ nhất thôi. Rồi mình chia tay cái mối tình bao lâu rồi? Dạ chắc cũng được 4 năm rồi chị. Bây giờ quên hẳn chưa? Dạ rồi chị. À. Rồi bây giờ bạn trai hỏi coi bạn gái Vũng Tàu là chỗ nào, 2 người nói chuyện nhau đi. Có biết đâu có quen trước rồi sao? Hỏi đi, hỏi đi. Hỏi thẳng qua bà. Mẹ lên Nam ơi. Alo đâu, alo. Đó, nói đi, nói bên đó nghe đó. Cho anh hỏi là em ở chúng ta bán ở phường nào? Dạ, em ở Bà Rịa anh ơi. À, ăn thì ở phường Gạc Dừa. Dạ, anh ở đó là nhà của anh hay là anh ở nhà công ty? Nhà anh ở Vũng Tàu luôn. Dạ. Nếu hẹn hò thì đi sao? Nói với bạn gái luôn đi. Nếu hẹn hò thì em nghĩ là một tuần mình gặp nhau mấy lần? Hai người có thể gặp nhau 1 đến 2 lần chứ cũng không nhất thiết là ngày nào cũng gặp nhau anh à. Em có thích đi tắm biển gì không? Dạ có anh. Ngày trước em học ở Vũng Tàu, chiều chiều em hay đi tắm biển. À, chỗ ăn cũng ăn biển cũng hào, ai hơn em mà nghi vậy? Dạ. Tắm chung. Hẹn hai người tắm chung. Không tắm biển đâu cười. Không tắm biển mà trời ơi. Anh Linh nói câu khác. Dễ thương quá. Anh Linh đang nói câu khác. Rồi bây giờ mình hãy nói cái quan điểm của mình về tình yêu đi. Em nghĩ trong tình yêu phải thẳng thắn, thứ hai là phải trung thực, có cái gì không thích thì mình nói. Đúng rồi. Tại vì trong lúc dùng tiền hiểu nhau thì dễ, sao mà giờ ở chung thì nó sẽ ngứa mắt. Đúng rồi. Còn bạn gái? Dạ, em thì tính em rất là thẳng thắn. Cái gì em thấy không được là em nói liền ạ. Bạn muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em một chút. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao khoảng gần 1m6. Cao, bên đây có cao. Gì nữa em? Ảnh biết nấu ăn. Biết nấu ăn không em trai? Em biết nấu ăn nhưng mà nấu bất dở chị. Hai bên nấu dở thì tự nấu là hai vợ chồng. Nói chung là em dễ ăn. Rồi, gì nữa? Em thích đi du lịch đó nhưng mà anh bận anh không có đi được á, anh có cho em đi một mình không? Thì có chứ em, tại vì... Rồi mình... lỡ em đi luôn rồi sao? Mình hay có cái gì kéo lại chứ. Nó ràng buộc chứ. Dạ. Ủa rồi bạn gái đi chơi mình không ghen hả Nam? À, mỗi người có chị do riêng chị. Nói chung mà mình cũng có bạn bè thì bạn mình cũng có bạn bè chứ. Em có ghen không? Dạ không chị. Kỳ vậy, yêu lạ lùng vậy trời. Không, ảnh yêu thương mình thì ảnh lại quay về với mình thôi chứ. Còn ảnh đã thay đổi rồi thì mình níu giữ cũng không phải của mình. Quan điểm đó cũng hay đó. Bạn Nam tìm mẫu người lý tưởng như thế nào? Cũng dễ thương, nói chung mà biết hiểu chuyện, biết chăm sóc gia đình. Bạn không thích gì ở bạn nữ? Dữ dằn. Dữ dằn hả? Rồi, bây giờ tôi đố bạn nè. Chào bạn Nam. Đố bạn hồi nãy giờ nói chuyện bạn hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Kiểu mẫu người cỡ 1m6. Nãy nghe người ta nói rồi chứ đoán đâu đoán. Cỡ da trắng, em nghĩ là cỡ đeo mắt kính. Sao tự nhiên nghĩ người ta đeo mắt kính? Kỳ văn kế toán vậy. Kế toán đeo mắt kính rồi gì nữa? Em nghĩ cũng hoàn toàn dễ quen. Dễ gì? Dễ gần gũi. Dễ gần gũi. Bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ cỡ hẳn tốt cỡ hẳn 3 tháng. Cái gì? 3 tháng sao chuẩn bị kịp? Có vô chị tiền bạc thì có sẵn rồi chứ. Có sẵn rồi. Bạn đang ở với ai? Nhà đâu? Em ở mình. Ở mình rồi ba mẹ là ở ngoài quê hả? À vậy ngon lành rồi ha. Ngon rồi, có nhà sẵn rồi. Có nhà sẵn, công việc ổn định, tiền đám cưới có luôn rồi. Có nhà nè, có biển nè, tắm chung luôn dễ luôn. Nữa anh cứ tắm chung như hoài cổ ngại kìa. Rồi được. Rồi. Để qua xem đàn gái. Đồ hay quá ha. Xem đàn gái thế nào nha. Chào em. Một người phụ nữ mà anh nghĩ rằng không ghen thì nó sao sao đâu. Nhạt nhạt em ơi. Thấy sao ghen đó. Chút làm bộ ghen chút. Đó giờ em không có ghen luôn hả? Cũng có ghen mà chút xíu thôi. Em thấy một người đàn ông bạn trai của em hoặc chồng của em chở một người phụ nữ đi kế bên. Dạ. Tay có vịn vô cái đùi luôn. Trước khi ảnh làm anh phải nói cho em biết. Bây giờ anh không nói đó rồi em sẽ giải quyết thế nào? Em đang chạy nè, em thấy nè. Dạ. Đi theo rồi xong rồi sau đó về nhà hỏi. Nếu anh khai thiệt đúng là đi dinh khoảng đường đó, em gặp như vậy thì... Có hỏi tại sao để tay lên đùi không? Thì không có chỗ vịn để tay lên đùi. Đúng rồi, được, cái này được. Rồi thấy rủi người ta thấy ta tấp vô chỗ đáng nghi sao? Đáng nghi về nhà hỏi lại tại sao... Cho vô luôn hả? Vô đó luôn đi rồi về nhà hỏi. Cái gì kỳ vậy trời? Cũng được. Nói chung là cô này bình tĩnh để giải quyết. Cũng là một vấn đề. Có thể cho chồng mình, người yêu mình thấy luôn. Chạy ngang cái, chào anh. Chào anh chị, vậy luôn. Về nhà biết tay tôi. Cô bên đây cũng rất là dễ thương. Có cách giải quyết rất là bình tĩnh. Anh nghĩ rằng cũng hợp lý đấy ha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi chung với bạn của em, bạn gái. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, rồi, em chào quý vị khán giả. Dạ, em là bạn của Thanh. Em cảm nhận được là anh là người rất là chín chắn. Thì rất là hợp với Thanh. Nhưng mà có điều là anh không có chủ động á. Dạ, cái đó là chắc là anh phải sửa. Dạ. Cậy rung quá em. Rung không chủ động hả? Dạ. Đúng là phải sửa, mình đàn ông phải chủ động chút xíu. Rồi, cảm ơn em. Nam đi với ai? Em với em trai. Em ruột hả? Dạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chị cho em hỏi một tí thôi nha. Là chị có nóng tính không chị? Có. Anh em thì hơi nhát tí. Chị nóng tính quá về đừng ăn hiếp ảnh nha. Trời đất ơi. Trả lời với em đi. Cái nóng tính với lại cái ăn hiếp nó khác nhau. Nhưng mà em thấy hai anh chị hợp không? Anh Nam ơi, em thấy hơi hợp á anh. Hơi hợp. Còn Quyền Linh anh hơi hay là hợp. Cảm ơn anh trai. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Rồi đó Nam. Chủ động lên nha Nam. Dạ con anh ạ. Chừng nào đi uống cà phê với cổ rủ anh đi nha. Dạ. Để anh thêm phụ hồ cho. Bây giờ uống quá. Chủ động lên Nam, chủ động lên Nam. Dạ. Nào, rủ đi tắm Vũng Tàu luôn. Nếu chiều mà em rảnh thì anh ngủ luôn. Có thể anh qua rước em chứ sao em đi được. Hiền mà chúc em về ăn nước luôn. Trời đỏ mặt rồi đó, mặt cỡ. Đúng rồi, đó. Hồi đi lên đây tham gia, bạn muốn hẹn hò em đi bằng gì kìa, lát anh trở về luôn kìa. Dạ, nãy em đi xe tuần hắn. Ăn thì sáng, ăn ngay chung nhà em. Chất quá kìa, chung nhà em đi chọn. Nghe em hồi về tự đi về mình đi. Em có hỏi gì về một người con trai không? Em thì thích người, hồi giống như em đăng ký là thích người trầm tính, ít nói. Chương trình đưa ra anh giống vậy nhưng mà anh ít nói hơn trong tưởng tượng của em đó. Hẹn hò sao rồi đó? Nếu thích hẹn ở đâu? Mình hẹn hò nhau, em thích mình hẹn ở đâu? Ở gần nhà em, cỡ giống như Bà Rịa vậy đó, anh Vũng Tàu chạy qua. Tiếp tục đi. Ba má em có khó không? Hỏi luôn. Ba má em có khó không? Cũng hơi khó, nhưng mà ba em thích người biết chính cờ, chơi với ba em cả ngày luôn, ba em cũng thích. Cờ tướng hay cờ dưa em? Cờ tướng á. Cờ tướng thì anh hơi đánh hay. Đánh hay đừng ăn già nha. Vừa về ăn ổng ba bàn là xong luôn á. Em về xin phép ba giùm anh, bữa nào anh đánh hầu cờ với ba. Anh không ăn ba đâu. Không ăn ba em không có chịu. Thôi buồn quá, chơi thắng giết lại em chán. Thôi cái ba gián ăn hai gián thôi. Trái tim em nãy giờ có rung động với người đối diện không? Em thấy rung bịch. Mình bịch rồi hả? Thấy thích cô gái ấy không? Có. Muốn cô gái ấy về đội của mình không? Có. Có thì nói đi. Nói. Em có muốn về đội của anh không? Đầu ơi, lãng mạn xíu đi. Em có muốn là mình sẽ có những buổi chiều vàng, mình tung tăng ra biển đồ, mình sẽ dạo chơi trên biển rồi gì, tự nhiên về đội anh không? Hai đứa mình sẽ hẹn vào một buổi chiều hoàng hôn. Trên biển vắng, mình sẽ tắm biển, mình coi cá dưới biển, bơi dưới biển gì, nói đi. Anh thấy ở biển Vũng Tàu cũng hơi đẹp em, cũng có những cái quán cà phê mà ngắm biển cũng đẹp, khung cảnh cửa Vũng Tàu cũng hóa mát. Anh nghĩ là ở đó nếu là mình đi chơi hay là gặp gỡ bạn bè cũng rất tuyệt vời. Em có chấp nhận tiền hiệu của anh? Dạ. Rồi, thôi được rồi. Chán không thiệt luôn á trời. Chán hoài không được luôn à. Bây giờ mốt đi đâu phải có anh theo nha. Rồi điện cho anh nha. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Xong rồi là chừng nào đám cưới là gọi anh luôn, anh theo luôn. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hồi nãy giờ chúng ta đã trò chuyện với nhau, cũng hiểu được phần nào rồi. Chưa đếm mà bấm cái gì. Ôi, bấm luôn rồi. Quan trọng cô ấy có bấm hay không thôi. 3, 2, 1. Vô bóng luôn rồi. Nắm tay đi, nắm tay cô ấy đi. Nói em cho anh nắm tay. Sao kêu nói thì chậm mà kêu bấm lẹ chưa, nó đếm gì trơn, bấm rồi. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Các bạn có thể đi xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Có vé cái buông tay rồi. Nắm chặt lại tay lại. Đó. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic. Máy nước nóng với nhãn hiệu Seton trị giá 7 triệu đồng. Chúc hai bạn sẽ sớm đến hôn nhân nha. ngủ hơi nhiều. Ngủ nhiều, thích ngủ quá. Mà hẹn hò sao? Chắc sau chương trình là mình hẹn luôn. À đúng rồi, xong chương trình là mình đi luôn đúng không? Cơ hội ngàn năm có một đúng không? Đây là một duyên. Anh hy vọng là mình sẽ trao nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu nhau. Bây giờ ta sẽ đến ngay với câu chuyện của hai người bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái vào. Rồi, ngồi ghế luôn. Bên trái, rồi ngồi xuống. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Chúng ta đã ngồi đối diện nhau rồi ha, cách nhau một cánh cửa trái tim thôi. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Em chào chị Tường và chào tất cả anh chị trong ngày hôm nay. Em là Viên Đình Hùng. Em... gì Hùng? Viên Đình Hùng. Viên Đình Hùng, họ Viên. Dạ vâng. Nghe cũng lạ lạ. Em quê gốc thì ở Thanh Hóa. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm 27 tuổi ạ. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan đấy chị. Làm đã được mấy năm rồi? Năm 2014 đến giờ. Cũng lâu rồi ha. Dạ. Đang ở với ai? Ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở với em trai của em. Hai anh em vào đây. Dạ vâng. Và ba mẹ còn ở ngoài quê. Dạ vâng, ba mẹ ngoài quê. Dạ. Mời em gái. Dạ. Chào chị Cát Tường ạ, chào bạn bên kia. Em tên là Trần Thị Quý, 26 tuổi. Nhưng giấy khai sinh của em là 94 là 25 ạ. Em hiện đang sinh sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm việc ở Bình Dương ạ. Quê mình ở đâu cơ? Quê em ở Quảng Trị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng được 4-5 năm. 4-5 năm. Ở với ai? Đang ở trọ hả? Dạ đúng ạ, em ở với bạn. Cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Quý? Chắc em cũng như mọi người vui vẻ hòa đồng ạ. Tính tự lập cũng được. Làm việc nhà hay gì đó thì nấu ăn cũng... Rồi bây giờ ở trọ mà không làm ai làm cho ăn đúng không? Dạ. Bắt buộc vô cái thế. Dạ. À. Mình có điểm yếu gì không nè? Điểm yếu chắc em ngủ hơi nhiều. Ngủ nhiều? Thích ngủ. Mình đi làm giờ giấc mình sao? Dạ em thì đi trực ca, theo ca. Ca đêm thì 7 rưỡi, tối nay đến 7 rưỡi sáng ngày mai. Vậy á hả? Nếu tối nay là em chưa được ngủ đó, giờ em về mình có 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Dạ đúng ạ. Rồi xong là đi quay luôn. Dạ. Để hẹn hò cũng hơi khó khăn. Dạ. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và hòa đồng, vui vẻ chút. Tất cả công việc thì em làm được hết. Còn điểm yếu của em thì nói hơi nhiều, hơi nhát xíu. Nhát mà lại nói hơi nhiều, sao nghe nó ngược Tường nhát hay nói ít? Ý là nhát là như rồi bạn đối phương là như bạn gái gì đó. Nhát con gái thôi. Dạ, đúng rồi. Chứ còn bình thường mấy người mà quen biết công việc là nói nhiều. Dạ đúng rồi, nó hơi nhiều thôi. Hơi nhiều thôi, thấy nó không nhiều gì đâu. Rồi. Về tình trường thì sao Quý? Dạ em quen một mối tình chính thức, còn một mối tình thì được 1-2 tháng gì đấy là không quen. Một mối tình chính thức quen được bao lâu? 5 rưỡi ạ. Chia tay bao lâu rồi em? 6 năm ạ. 6 năm rồi. Hồi đó là đi học đó chị, nên một người học ở cũng xa, ít ra cũng còn trẻ quá đúng không? Lúc đó còn sinh viên. Nhưng mà 6 năm nay tại sao không quen ai? Cách đây 5 rưỡi thì cũng có quen những giống như tình bạn rồi mình chuyển qua yêu, nhưng mà không được nên thôi. Không được. Tại khá giống như nhiều khi thời gian em không có dành cho bạn nhiều á. Rồi bây giờ có thời gian không? Rủi giờ có tình yêu có thời gian chưa? Chưa, giờ chưa. Cũng chưa luôn. Sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng mà một ngày làm đêm, một ngày làm ngày hay là sao? Đêm xong rồi nghỉ 2 ngày. Thì 2 ngày đó có thể em đi học. Tại em đang học liên thông á. Có nghĩa là mình cũng có thời gian. Thời gian buổi ngày nhiều hơn buổi tối. Thời gian buổi nào cũng được. Nghĩa là cũng có thời gian rảnh dành cho người yêu mới được chứ. Còn em thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì hồi sinh viên thôi. Còn mới đây thì cách đây hơn 1 năm. Kiểu như là cái... nhiều cái suy nghĩ nó không có được giống nhau lắm. Em suy nghĩ như thế nào? Người ta suy nghĩ như thế nào? Mà không giống nhau, cái điểm nào mới được. Để mình nói ra, mình chia sẻ để cho đối phương có thể rút kinh nghiệm được với mình những cái mối tình sau. Cái bạn đó thì kiểu là cũng chưa muốn lập gia đình. Thì với lại cũng đang còn ham chơi nhiều. Em thì như là ngày trước thì đỡ, nhưng bây giờ thì cũng lớn xíu. Thì cũng muốn là lập gia đình rồi xây dựng cái tổ ấm của mình thôi. Bây giờ em muốn ví dụ như quen nhau, tìm hiểu được thì hợp lý thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Chắc là 6 tháng đến 1 năm. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho kết hôn chưa? Dạ, đầy đủ hết rồi. Đầy đủ ghê vậy, đầy đủ mạnh dạn quá vậy. Đầy đủ là cái gì? Tiền cưới thì chắc là có rồi. Có rồi, vô đây dự định lâu thì mua nhà thì chắc cũng có dự định rồi. Có định hướng rõ ràng, ổn định ha, hợp lý. Rồi, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn đó cũng có tính tự lập tốt, thích làm việc nhà. Thích làm việc nhà, cái này để hỏi em có làm việc nhà? Dạ có, em làm thường xuyên, ngày nào ăn uống thì tính em lo tới bật hết. Đúng không? Ta ở hai anh em trai với nhau à, đương nhiên làm anh phải làm rồi, lo gì sợ người ta làm giỏi hơn cô nữa đó cô. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc, với lại không có thể dục thể thao. Đây bận bịu đi làm quá, có thể dục thể thao gì không? Dạ có chị. Có luôn hả? Giỏi gì? Tuần 2 trận đá banh. Hút thuốc thì em không hút. Có nhậu nhẹt gì không? Dạ, nhậu nhẹt thì có trôi chút, chẳng như là công việc này như thế cho thôi. Ngoại giao còn... được. Dạ. Chứ còn không có lạm dụng bia nhiều. Bạn này là rất là thẳng thắn, hỏi gì là trả lời dứt khoát. Mà tôi có bạn trai mà không biết nhậu tôi bỏ liền. Buồn lắm. Buổi tối buồn, đi cả ngày công việc áp lực mệt, chiều hai đứa ra ngồi ăn cái gì con ốc con đồ đó không? Làm cái bia đồ vui mà. Chị thấy cuộc sống ok, có nghĩa mình đừng có kiểu mà bê tha say xỉn về đánh vợ đánh con thì cái đó không được. Đàn ông giờ thời buổi giờ mà không biết cái gì hết mới đó mệt đó. Nhậu nhậu sương sương như vợ thương ấy. À, sương sương như vợ nó thương. Dạ. Rồi, em tìm một mẫu người vợ tương lai như thế nào? Thấp hơn em chút là được. Nhỏ nhỏ người thôi, cũng biết quan tâm gia đình. Đơn giản vậy thôi. Dạ, thế thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều quá. Phụ nữ ai cũng cằn nhằn hết, chia buồn với em. Nhiều quá thôi. Dạ. Ừ. Em thanh niên mà em còn nói em nói nhiều nữa. Phụ nữ phải nói nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà cái phụ nữ ta không có để bụng. Người ta nói hoài nhây như, tại vì người ta cứ sợ là người ta nói mà người bạn trai không có nghe. Dạ. Còn nếu như em thể hiện cho người thấy là anh nghe rồi, anh thực hiện rồi thì người ta sẽ không nói nữa. Dạ. Ngồi trong tấm hình này là ai đâu? Thôi em tìm đi. Người yêu em tìm chứ chị tìm mệt quá. Em có hình không? Đâu, đưa chị coi. Kiếm đi. Ảnh cao khoảng tầm 1m65 đúng không cưng? Dạ, thấp hơn xíu. Thấp hơn xíu, khoảng tầm 1m63. Mặt mày cũng sáng sủa, trắng trẻo, đẹp trai. Trời ơi, hình đông quá vậy. Cô gái này cao khoảng chừng 1m55, 56 gì đó. Tôi nói đại ra, tự đoán đi, kiếm cổ đi. Người nhon nhon, mỏng mỏng, nhỏ nhỏ, gọn gọn. Ừ, trúng ý rồi, trúng style rồi. Kiếm ra ảnh chưa? Em nghĩ là đây. Tại sao chọn anh đó? Thì chị nói trắng trắng. Cao 1m63 thôi nha, ông này là phải 1m73. Vậy thì anh này à? Anh này thì... Lý do sao chọn anh đó? Cái gần thấp nhất rồi đó. Trời ơi, cô phải chọn theo cảm xúc của trái tim. Rồi bên đây. Bạn này chị. Tại sao chọn bạn đó? Cô này phải không? Dạ. Rồi để lát mở ra đi hỏi cổ đúng không? Chứ hình nhỏ nhỏ quá chị mắt yếu lắm. Dạ. Chị nhìn không thấy. Mở cửa trái tim. Các bạn hãy xem cái cảm nhận đầu tiên của mình hôm nay dành cho đối phương là đúng hay sai nha. Xin mời các bạn. Chọn em. Đúng rồi. Đúng không em? Nãy chọn anh kia là trật đót lót rồi. Chọn 3 lần mới trúng. Đậu, chọn 2 lần cái nhiều. Lần anh này không trúng qua anh này thôi. À. Anh này là 1 rồi, đúng rồi. Chắc em đúng chị. Đúng không? Chị nghĩ chắc cũng đúng ạ. Phải cô đó không? Đúng rồi không em? Đúng. Ủa nhìn không giống à? Thế hơi giống này. Cái cảm nhận đầu tiên nãy mình đoán xong rồi, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của hai bạn như thế nào? Trước khi cảm nhận thì cho em tặng quà cho anh. Rồi, tặng đi. Buổi tối năm nay sẽ tặng cho em bó hoa. Xin cảm ơn. Em cũng có món quà tặng. Anh có đọc sách không ạ? Có, mình thi thoảng thôi, anh cảm ơn. Em tặng anh quyển sách này, hy vọng anh đọc nha. Đọc nha, chứ không phải về xong rồi quăng luôn đâu nha. Em mốt buồn yêu nhau cái người ta hỏi cuốn sách nó nói gì, cái không nói rồi người ta giận đó. Về cái tựa đề của nó thì là bình thản yêu trong thế giới hỗn loạn. Thì mình nói chung tình yêu thì nó sẽ đến một cách cũng ngẫu nhiên. Và mình tùy duyên. Yêu trong lúc mà thời thế nó hỗn loạn nghe cưng nha. Bình yên đi nghe cưng nha. Thì em nhìn thấy bạn cũng xinh, dễ thương. Cảm ơn ạ. Thì cô chắc là cũng cái mọi người đang tìm. Ốm sương sương phải không? Dạ. Sương sương giờ nó thương. Sao bên này? Em nói chung cũng hơi đúng gu. Đúng quá chứ còn hơi gì nữa, thiệt tình luôn, còn mình đặt mất cỡ nữa. Rồi nói đùa thôi, bây giờ á chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn một ít thời gian. Yeah. Chương trình mình là hẹn ăn trưa nên bây giờ mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái. Cát Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là cao ọp, có nghĩa là cơm chiên trái thơm. Món ăn là được kết hợp từ nguyên liệu như là trái thơm nè, hành tây nè, heo xông khói nè, lạp xưởng, chà bông nè và hạt điều, và kết hợp với các gia vị Thái đặc biệt như là nước mắm mực, bột cà ri, tạo cho món cơm chiên của mình một cái hương vị rất đặc biệt, rất khác lạ và mang nét đặc trưng của Thái Lan. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức món cơm chiên nha. Dạ. Rồi nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Mời em Dục. Dạ đúng rồi. Em làm ở Bình Dương hả? Dạ đúng rồi. Em ở Gò Vấp nhưng làm Bình Dương. Anh làm bên quận 2 này. Còn nhà thì ở thì bên quận 9. Quận Đức mình nhá. Quận 2 qua Gò Vấp hơi xa. Ông chạy Phạm Văn Đồng lên là tới rồi. À, em thấy chạy 10 mấy cây lắm. Dạ mời em. Mời em ăn đi. Cái quan điểm của tình yêu của em như thế nào nhỉ? Em nghĩ thì cần người chia sẻ là nhiều hơn. Thì thứ nhất về công việc là nhiều áp lực hơn, rồi thời gian cho gia đình cũng có thể là hơi không, nói chung là không có giống như những bạn hành chính. Anh hiểu cái công việc đấy, anh cũng hiểu. Thì anh thì cũng là nhận xét là cũng một người là có thể là chia sẻ được công việc nhà, anh có thể làm được. Cái quan điểm tình yêu anh là phải chân thành và chia sẻ với nhau, cái gì mình chia sẻ nhau thì dễ hiểu hơn. Anh có nóng tính không? Anh không có nóng tính. Anh ở quê được, giờ hiện tại mình làm trong này ổn định đúng không? Ừ, đúng rồi. Ví dụ lập gia đình mình có về quê không? Không, anh thì làm cái này ở đây luôn. Thì anh chuyển hộ khẩu trong này rồi. À, là ý là mình xác định ở đây? Xác định trong này luôn. Nếu mà mình tin tới được với nhau á, thì khoảng bao lâu em mới lập gia đình? Ừ, nếu em xác định á, thì khoảng tầm 5 đến 2 năm, 2 năm rồi. À, bây giờ đang đi học đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đôi khi lấy chồng về thì vẫn đi học bình thường thôi, gì đâu. Thì chồng về chồng lo. Nhưng mà quan trọng có tạo điều kiện không ấy? Có gì đâu không điều kiện được. Một khi đã xác định rồi thì người ta nói là 9 một bữa là 10 mà, đúng không? Thì có điều kiện thì cứ học thôi. Em cũng nghĩ vậy. Nói chung vì do hiện tại mình cũng nghĩ là 1-2 năm nữa thì đến lúc đó học cũng sắp xong rồi, nên cũng cố gắng. Sao cơm chiên Thái Lan ngon không? Ăn được chị ạ. Được hả? Ăn ngon là một chuyện, mà nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Cũng được nhiều rồi chị. Mà hẹn hò sao? Chắc sau chương trình là mình hẹn luôn. À đúng rồi, xong chương trình là mình đi luôn đúng không? Cơ hội ngàn năm có một đúng không? Lấy vợ về có cho vợ đi làm không? Ủa có chứ chị. Mai mốt vợ vẫn đi làm mà vẫn đi đêm vậy đó. Thì công việc có vợ thì phải chịu thôi chứ. Nếu như mà tại vì cái nghề của bệnh viện là cũng thật sự là nghề rất cao quý. Thì làm đêm thì nói chung làm nguyên đêm. Làm nguyên đêm luôn. Bữa nào anh nhớ quá rồi anh đem gối tới bệnh viện ngủ chung luôn được không? Trọng qua được là mấy lớp bảo vệ là được ạ. Còn lại em thì hoan nghênh thôi. Vậy ly cà phê xong chị. Ly cà phê xong chứ gì, dễ vợ mà đúng không? Bồ bịch thì nó sợ có gì ghen tuông tông cho vô, chứ vợ người ta cho vô. Mỗi bạn sẽ bóc một lá bài ha. Trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Chương trình đưa ra chứ không phải chị Tường đưa ra nha. Mình thực hiện những yêu cầu trong này để cho nó vui, để cho các bạn có cơ hội tiếp cận với nhau hoặc là hiểu nhau nhiều hơn. Rồi ưu tiên bạn gái trước. Đọc lớn lên. Thử đặt một biệt danh ngọt ngào và đáng yêu cho người đối diện và gọi người ấy thật tình cảm. Em nghĩ là Candy ạ. Là Candy là kẹo gì? Ngọt à? Kẹo ngọt rồi, nói với ảnh đi. Candy. Candy sao? Ở sao trời? Trời ơi, nhìn ảnh đi, nhìn tôi chi thôi, tôi quay tôi đi chỗ khác nè. Chào anh Candy. Trời ơi, cái đó phải chào, người ta là gọi tình cảm, có nghĩa là hai người đã thương nhau rồi, đã yêu nhau rồi, đúng không? Đặt tên người ta biệt danh, bây giờ gọi người ta, ví dụ như anh ơi, gì đó, thí dụ kiểu vậy đó. Chứ không phải là chào anh gì, nãy giờ chào gì nữa. Làm lại đi. Trời ơi, khó không? Nhìn vô người ta đàng hoàng, nhìn ảnh. Hai anh. Gì hai Candy. Candy của em. Trời ơi, Candy của em. Chị bên đây người ta gọi bên đây cười, mắc cỡ gì nữa. Rồi tới em. Cười vui. Vui không? Vui. Candy của em, nhớ nha. Mốt của em khác là mệt lắm ạ. Học lớn lên coi. Bạn nam hát, bạn nữ múa minh họa hoặc ngược lại. Thôi để em hát. Em hát? Dạ. Rồi em hát bài gì? Một con vịt đi ha. Trời ơi, rồi ra đây xin mời em ra sân khấu, này là của em. Biết bài Một Con Vịt không? Chắc biết chứ. Rồi đứng hỗ trợ ảnh đi, em đứng hát bên đó, rồi ảnh múa bên này. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủa cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Làm lại con vịt gì kỳ vậy? 2, 3. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu là quắc quắc quắc. Gặp hồ nước nó bị bà bị bó, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô, vẫy cái cánh cho khô. Trời ơi, ông làm chán quá, tao không bơi đồ, phải bơi đồ. Có được có cái cọc 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 là chứ không được gì hết trơn trọi á. Rồi bây giờ hỏi hai bạn một lần nữa nè. Bây giờ còn những cái chuyện gì mà mình nãy giờ mình chứ, ví dụ như là sau này kết hôn với nhau thì quan điểm của em là kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc là vợ chị ạ. Tại vì nữ thì cái gì chi tiêu hợp lý hơn là nam nhiều. Có khi nào vũ phu không? Dạ không, em không thích, có ghét những người đánh phụ nữ. Ví dụ như lúc mà em giận hay là có gì đó bất đồng trong gia đình thì em muốn cách giải quyết như thế nào? Dạ, em nếu mà bất đồng quan điểm hay gì thì em nghĩ là cũng cho thời gian suy nghĩ xong rồi sẽ nói với nhau chứ không có im lặng. Nhưng mà cuối cùng rồi một cái vấn đề đó nó vẫn bất đồng quan điểm thì cuối cùng ai sẽ là người quyết định? Nếu mà tới mức mà khó, tức là khó giải quyết thì cần một người nào đó mà mình tin tưởng trong gia đình, người đó sẽ là người đứng ra mình giải quyết. Có nghĩa là mình nếu hai đứa không giải quyết được thì mình sẽ tìm một người thứ ba, một cái người nào đó mà có uy tín giữa hai bạn, đúng không? Ví dụ là ba mẹ, anh chị bạn, hoặc là cũng có thể bạn bè mà người mà mình có thể tin tưởng được. Đó cũng là một cách giải quyết rất hay. Thế em nghĩ trong gia đình thì ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng? Em nghĩ chắc là Nam quyết định. Lý do tại sao em nghĩ vậy? Tại vì người chồng thì có sự quyết đoán nó vẫn tốt hơn là đấy. Còn nếu như không thì là người chồng sẽ là hỏi ý kiến của vợ rồi tham khảo rồi đó sau đó quyết định sau cũng được. Nhưng mà tốt nhất là có một cái việc gì đó chẳng như mình hỏi là vợ ơi cái như này này kia rồi sau đó mình quyết định. Vậy là hỏi cho có lệ thôi. Có không ý là tham khảo chẳng như có được có nên hay không á. Rồi mà vợ nói không là cũng kệ vợ vẫn làm. Không thì mình phải suy nghĩ lại chứ. Để lý do tại sao. Rồi mình mới đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên ý kiến của vợ. Tự nhiên vợ nói cũng như không, mình vẫn quyết định rồi thì hỏi làm gì? Để em nói là tham khảo ý kiến. Tham khảo, nhưng mà nếu vợ nói đúng thì vẫn theo ý kiến của vợ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi, đó là thời gian tìm hiểu, nói chuyện nãy giờ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng nhau qua trái tim này ha. Và bây giờ chị cho các bạn 30 giây nữa thôi. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Rồi cuối cùng mỗi người sẽ nói một câu nữa về đối phương. Bây giờ mình đang nghĩ gì? Cảm xúc của mình như thế nào? Hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào? Trước khi chúng ta quyết định là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi mời hai bạn hãy nhìn nhau đi. Đến với chứ. Đây là một cái duyên. Anh hy vọng là mình sẽ trao nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu nhau. Nếu như được thì mình là tiến tới xa hơn. Còn không thì làm bạn. Nếu như được mà không có cái vé thứ hai không? Còn nếu như không thì có gì là... Anh hy vọng chắc là chắn là sẽ được. Em cũng hy vọng là mình sẽ cố gắng tự tìm hiểu và tạo cơ hội cho nhau nhiều để có thể chia sẻ được. Nếu như chúng ta bấm nút là chúng ta đồng ý trở thành bạn trai bạn gái với nhau, tìm hiểu nhau để tiến xa hơn. Còn cái chuyện tiến xa được bao nhiêu là do cái sự vun đắp của hai bạn. Nhưng mà khi đã bấm nút là chúng ta quyết định là chúng ta tìm hiểu nhau, chứ không phải đây là cái nút bấm mà để mà làm bạn hay nói chuyện hay uống ly cà phê rồi thôi rồi giải tán, là không phải. Cho nên mình suy nghĩ thật kỹ. Lúc này có rất là nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm là mình trao đi cái duyên rồi mất duyên, hiểu không? Nếu mình thích rung động, rõ ràng mình thấy là cái anh này hay là cái cô này đúng là cái mẫu người mình thích nè, có thể có tiềm năng tiến tới xa được thì mình mới bấm nút. Còn nếu mình cảm thấy không, người này không phải cái người tôi mong muốn, thì chúng ta không cần vì lịch sự, không cần vì bất cứ một điều gì hết. Mình chỉ bấm bằng trái tim của mình, bằng lý trí, bằng suy nghĩ của mình thôi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm á. Nhắm mắt lại. 1 2 3. Có bấm không vậy? Được, có. Bấm rồi sao nó không xong vậy? Ủa vậy bên này sao bấm không vô vậy? Để bên này. Có bấm không vậy? Có chị. Có hả? Dạ. Sao nó không cháy đèn? Do điện. Do điện? Dạ. Chắc bị chập điện quá. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi tìm hiểu nhau, và chị Tường sẽ hy vọng rằng hai bạn sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn để có thể sớm đưa ra quyết định về chung một nhà. Và để kỷ niệm cho ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, xin mời hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên. Không, hôn má. Có xem chương trình Hẹn Chưa chưa? Trời ơi, mắc cỡ e thẹn nữa. Đây là món quà làm đẹp chương trình dành tặng cho em. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 lấy 9 tháng. Lát ra đi coi phim luôn được rồi đó. Hợp lý ha. Rồi nắm tay nhau không có buồn, nhận có xíu quà buông tay nhau rồi. Chúc hai bạn là tìm hiểu nhau ha, rồi sớm có tin vui để sớm báo cho chương trình biết nha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và hôm nay thì bà mối đã làm mai thành công, và hy vọng rằng là họ sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Và bây giờ thì Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nhớ đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa vào khung giờ rất là quen thuộc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. rồi, Cát Tường cũng không để quý vị chờ lâu đâu. Chúng ta hãy vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai chàng trai trong chương trình ngày hôm nay. Rồi, giờ đúng ghế của mình, đừng lộn ghế nha. Hai chàng trai, một chiếc ghế xanh, một chiếc ghế đỏ. Rồi, yeah, cứ để lên bàn đi em. Okay. Hai chàng trai đã có mặt ở trên sân khấu thì còn chần chờ gì nữa, một chàng pháo tay cho hai cô gái xinh đẹp. Rồi. Wow, quá xinh xắn. Chào em trai ghế xanh. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào hai bác, em chào hai bạn hai bên. Hai bác ở đâu vậy? Đâu hai bác hả? Chào hai bác. Một bác ở đâu ra hai bác? Trời ơi, em cận thị hả? Dạ. Trời, tội nghiệp quá, đeo vô. Dạ. Trời ơi. Dạ, em chào bác, chào chị. Dạ. Đó. Dạ, em tên là Lê Phước Lộc, quê ở Bến Tre. Em hiện tại đang công tác và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang là chuyên viên tín dụng của ngân hàng Vietcombank. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là thật thà, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Điểm yếu của em là nhiều lúc là hơi cầu toàn, hơi tỉ mỉ. Và em cần làm cái gì thì nó chắc cái đó, cho nên đâm ra thì nó thường nó bị mất cơ hội. Tại vì thường công việc của em cũng tương đối là nhiều, cũng áp lực là nhiều. Hàng ngày em làm thì khoảng tới 7-8 giờ tối mới về. Tại vì khối lượng công việc nó nhiều quá, nhằm khi thứ bảy chủ nhật em cũng vô ngân hàng. Rồi thời gian còn lại thì em cũng có một số cái việc kinh doanh nhỏ, business nhỏ chung với một số người bạn, đồng nghiệp này nọ các thứ. Ví dụ cụ thể là kinh doanh cái gì? Dạ thì em cũng có đầu tư chứng khoán, cũng có làm một số cái là về yến xào á, thì cũng đang có là hợp tác với một số bạn bè để làm cái xưởng yến xào, thì nó ở một giai đoạn đầu. Năm nay em nhiêu tuổi? Dạ em khoảng 27 tuổi. Khoảng là sao? 27 tuổi. Dạ. Tuổi mà cũng có khoảng nữa. Dạ. Rồi nói chung là tuổi trẻ tài cao, nhiều công việc. Rồi bây giờ cô gái mặc áo màu đỏ ngồi ghế màu xanh của tôi nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường, chào hai bạn nam với lại chào bé và hai chị. Em tên đầy đủ là Trần Thị Hồng Hiền, em sinh năm 96, quê của em ở Bến Tre. Hiện tại thì em đang làm admin cho một công ty cho thuê nhân lực chăm sóc khách hàng cho các dự án. Thì dự án của em đang làm là dự án Foody. Hãy giới thiệu về thế mạnh và thế yếu của mình cho mọi người biết luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em rất là dễ thích nghi với môi trường mới, với lại em hòa đồng, dễ gần với các bạn. Ngoài ra thì em cũng rất là biết cảm thông cho người khác. Và ví dụ như bạn nam quen em mà có bận công việc gì nhiều quá thì em vẫn cảm thông, mà không có kiểu như là không bắt không bạn nam. Hả? Dạ, không bắt bạn nam lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình á. Dạ, điểm yếu thì em rất là nóng tính. Nhưng mà chỉ cần cho em thời gian để em có thể một mình em dịu xuống. Thời gian là bao nhiêu lâu? 2 giây? Hay là 2 ngày hoặc một tuần lễ là em hơi dịu xuống được? Dạ, tùy một cái chuyện mà em gặp phải thôi. Mà những việc gì làm em nóng tính? Về công việc hay là về tình cảm thì em nóng tính về vấn đề gì? Dạ, thường đa số là em sẽ nóng tính về công việc nhiều hơn. Nóng tính về công việc nhiều hơn? Dạ, do công việc áp lực mà những dạng như những thứ mình đưa ra mà lại không được hoàn hảo như ý của mình á, thì rất là dễ làm cho em cảm thấy là hơi bực bội. Tức là ai cũng cầu toàn á, muốn công việc mình tốt mà. Còn gì nữa không? Dạ, với lại em hơi bướng bỉnh hả? Dạ đúng. Bướng là sao? Dạ, có những thứ là dạng như em chỉ muốn làm theo ý của mình thôi anh. Cái đó gia trưởng chứ. Gia trưởng là để dành cho bạn nam chứ. Cái đó không phải gia trưởng mà bạn đó nói cái đó chắc mẫu hệ. Rồi ơi, chàng trai ở ghế đỏ nha. Bây giờ em giới thiệu nè, em tên là gì? Nãy giờ hơi căng á. Căng hả? Đâu lên. Có gì đâu mà căng. Đầu tiên xin chào anh Đạt, chị Cát Tường. Xin chào hai bạn nữ cũng như toàn thể tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Đặng Đức Hùng, mình sinh năm 1989, quê mình là Phú Thọ, nhưng mà mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh này, và hiện tại mình đang là một lập trình viên. Công việc mình hiện tại ổn định chưa? Cá nhân em thấy là nó ổn. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì cá nhân em nghĩ em là một người thẳng thắn, trung thực, cởi mở, thì đó là về điểm mạnh. Còn về mặt điểm yếu thì em lại thấy mình là một người cầu toàn. Em hay để ý vào những chi tiết và hay có cái yêu cầu cao về cái độ hoàn thành của nó, hay là về những sự việc là phải yêu cầu nó có cái tiêu chuẩn cao so với bình thường. Mà trong công việc thôi hay là tất cả mọi thứ trong cuộc sống? Em thấy là hầu như tất cả mọi mặt trong cuộc sống nó là vậy. Nhưng mà đòi hỏi cao quá, mọi thứ chỉnh chu quá đôi lúc là rất là khó. Tại vì người ta sẽ không ai làm vừa ý được em, vừa lòng được em. Dạ đúng ạ. Theo thời gian thì em kiểu như là điều chỉnh mình lại được cái thái độ của mình với mọi người xung quanh, nó nhã nhặn hơn. Vậy là được rồi, như là mình cũng có biết tự điều chỉnh là tốt rồi. Còn khuyết điểm gì nữa không? Em là một người nghiện thuốc lá. Trời đất. Nhưng lập trình viên ngồi máy tính suốt mà. Dạ, rồi sao? Về mặt này thì hiện tại là em đang cố gắng cai thuốc. Em nghĩ là do mình cũng cô đơn quá lâu rồi, thế nên là nó rất là khó và nó đối xử quan trọng. Đối với bến đổ động lực phải có người ngăn cấm, ngăn cản mình. Đúng rồi, động lực đúng không? Chính xác, chính xác. Rồi, xong, tới bên kia. Em giới thiệu về mình đi. Đầu tiên em xin chào anh Minh Đạt, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Trang, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là nhân viên văn phòng, cụ thể hơn là em làm nhân viên nhân sự cho một nhà máy. Em sinh ra tại Nghệ An nhưng em chuyển vào và sinh sống tại thành phố Biên Hòa được 10 năm rồi ạ. Ở đó giờ là... Chào chị. Chào em, dễ thương quá, gái dễ thương quá. Em có thích người đàn ông hút thuốc không? Thực sự là cũng khó có người phụ nữ nào mà thích người đàn ông hút thuốc ạ. Thì em cũng thế, em không ngoại lệ. Em cũng không thích người bạn trai hút thuốc ạ. Nhưng mà người ta đang có chiều hướng là sẽ là vứt bỏ thuốc. Đang tìm động lực, đang tìm động lực. Đối với một người phụ nữ có thể đủ sức để mà thuyết phục họ. Thì giờ điểm mạnh điểm yếu em nè. Dạ, đối với em thì em tự thấy bản thân mình là một người nhanh nhẹn, độc lập và khá là mạnh mẽ. Thì em cũng có biết nấu ăn. Dạ. Còn về điểm yếu á, thì em tự thấy là mình hơi cục tính một xíu do cái tính chất công việc là nhân viên nhân sự. Nên là khi mà mình xử lý vấn đề trong công việc thì đôi khi có những vấn đề mình không kiểm soát được cảm xúc thì mình hơi cục một xíu. Em có phải là tiếp người mà kỹ tính quá không? Em cũng là một người kỹ tính nhưng mà để mà kỹ tính quá thì cũng không phải. Có nghĩa là khi mà ví dụ như em đi làm về thì em thấy nhà bừa bộn á, thì em có thể quét sơ hoặc dọn sơ thôi chứ không đến nỗi là phải sạch bóng vào ngay tại thời điểm đó. Dạ. Chà, hai bạn hôm nay rất dễ thương nha. Dễ thương bạn nào cũng ổn hết trơn á. Bây giờ mình đi vô tìm hiểu một chút xíu về tình trường nè, để cho mình hiểu nhau hơn ha, về tình yêu ha. Có kinh nghiệm nhiều chưa anh ghế xanh? Dạ, cũng khoảng 2 mối. 2 mối. Hồi sinh viên thì cũng có quen cô bé đó. Thì hồi xưa tụi em học từ một cái trường đại học kinh tế rồi chung một cái câu lạc bộ rồi tụi em quen nhau. Quen cũng được khoảng hơn 2 năm á. Dạ. 2 năm. Nói chung là hồi xưa là kiểu là rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ luôn. Cái sau đó thì tốt nghiệp ra trường mỗi người một công việc. Sau một thời gian thì bạn đó bạn đi du học ở Nhật thì xa nhau quá thì ít liên lạc lại. Sau này còn gặp lại bạn đó không? Dạ, vẫn gặp, lâu lâu vẫn tin hỏi thăm. Thì em với bạn đó vẫn là bạn từ hồi sinh viên tới giờ mà. Rồi, mối tình thứ hai. Em đi làm trong ngân hàng rồi em cũng quen được một cái bạn thì khoảng 5 rưỡi thì cũng vui lắm, tại vì hồi xưa mình mới đi làm khoảng 5 năm rưỡi thì lúc đó còn trắng không? Dạ, cũng còn trắng. Tới bây giờ vẫn còn trong trắng mà. Tới bây giờ vẫn còn trong trắng mà. Dạ. Có biết gì đâu. Dạ. Sao nữa? Dạ thì tới năm đó là em khoảng nhiêu ta? 24 triệu mấy, gần 25 tuổi á, thì gia đình bạn đó cũng mong muốn là con gái người ta tới tuổi đó ở dưới ngoài quê rồi người ta cần có một cái sự ổn định, cần có một gia đình. Đúng. Thì cái thời điểm đó thì thật sự là em nói là em công việc em cũng thấy chưa có đảm bảo được cái gì cho người ta cái cuộc sống, cho nên em chưa sẵn sàng. Thì bạn đó, gia đình bạn đó thì có cái lựa chọn tốt hơn. Thì bạn đó có gia đình thì bây giờ đi lấy chồng rồi. Dạ, cũng có em bé rồi. Dạ. Trời đất ơi, từ đó tới đây mấy năm rồi? Dạ, từ đó đến đây hả là khoảng 2018, 2019 gì đó, khoảng 2 năm rồi. 2-3 năm rồi, thì 2 năm nay là chưa quen ai hết. Dạ, thì em làm việc thôi. Phải mở cửa trái tim đi. Dạ. Sao? Cô gái, tâm sự gì tình trường mình đi nè. Dạ, từ trước tới giờ thì em có tổng cộng là 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là lúc em còn học cấp 3. Thì em quen bạn này chung lớp với em. Tụi em quen nhau được tổng cộng là 3 năm cho đến khi mà tụi em lên Sài Gòn học đại học. Tụi em suy nghĩ lại thì cảm thấy tình cảm đó dạng như tình cảm trẻ con thôi. Không có đủ chín chắn để bên nhau, với lại bạn đó cũng có cảm tình với lại một bạn học chung trường. Nên tụi em quyết định là chia tay. Dạ, mối tình thứ hai của em thì lúc em học năm 2 đại học. Thì em có quen cái anh này là làm ở chỗ làm thêm của em á, em làm nhà hàng. Thì anh này lớn tuổi hơn em, lớn hơn em 3 tuổi. Thì trong quá trình yêu nhau á thì ảnh rất là tốt với em, rất là cưng chiều, nuông chiều hết mực luôn. Tụi em quen nhau được gần 2 năm. Cưng chiều hết mực Mà lý do vì sao? Dạ lý do là anh này có bạn gái ở nước ngoài nhưng mà không phận lại như vậy nữa. Cả khi ảnh có bạn gái ảnh vẫn giấu em cái điều đó. Dạ đúng rồi. Thôi bỏ luôn em ơi. Là không sao mà khi bạn gái ông về là anh chia tay với em hả? Lúc dạ. mà đang quen cô bé này là vẫn còn giữ liên lạc rồi, nhưng mà khi bạn gái về nước là coi như chia tay với ảnh, chia tay với em. Dạ đúng đó chị. Ảnh chủ động chia tay với em. Dạ đúng. Ảnh nói lý do gì? Dạ ảnh nói là gia đình của ảnh muốn ảnh với chị này cưới nhau. Em cảm thấy như thế nào? Dạ thiệt ra thì lúc đó em cũng còn trẻ chị, thì lúc mà biết thì cảm thấy bị sốc xíu thôi. Nhưng mà đó là mối tình mà làm em sợ. Sợ hay là sợ? Em sợ. Sợ gì cưng? Thế là em sợ quen những người làm trong nhà hàng á chị. Ủa kỳ vậy? Sợ sự lừa dối, làm sao chứ sợ những người trong nhà hàng? Tại vì môi trường đó tự nhiên em phát hiện ra là các bạn nam vậy như rất là dễ giấu giếm bạn nữ đang quen để quen thêm một hai bạn khác á chị. Sao vậy? Sao, tại sao môi trường đó là dễ? Tại sao môi trường giấu là môi trường nào cũng giấu được? Tại chỉ nấu bếp thôi mà. Tại em không hiểu sao nữa, nhưng mà bây giờ em có ác cảm với ai làm nhà hàng không. Tại vì em chưa phai, chưa có trôi đi được. Thấy vô dừa, đạp vô dừa, thấy vô dừa cũng sốc á. Chứ thật ra chị nói với em là ai em cũng nên sợ chứ không phải gì riêng những người làm nhà hàng. Nhưng mà đừng có sợ tình yêu, tại tình yêu lúc nào cũng đẹp hết. Và cuộc tình thứ ba? Cuộc tình thứ ba thì cách đây tầm khoảng 7-8 tháng. Là anh này em quen chung công ty của em luôn. Quen được hơn 1 năm. Gia đình của em và gia đình của bạn là tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng mà sau đó bạn lại cắm sừng em một trời đất ơi, sừng hoài với em. Tại sao kỳ vậy? Nó về coi. Vậy em có bị ác cảm với lại những người đồng nghiệp em luôn không? Dạ em vẫn quyết định không quen người chung công ty. Trời, nhà hàng không quen, công ty không quen. Thôi bỏ qua đi em, giờ mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Mẫu nè. Mẫu hình mơ ước của em thì em mong là bạn nam cao, cao hơn em. Cao hơn em cao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m63. Bên đó có ai cao hơn không ạ? À để coi em chẳng... em trai ghế xanh cao nhiêu? Dạ m7 em trai ghế đỏ. Em m65 vừa đủ. Ngon rồi. Vừa đủ, ok m7 m65. Rồi sao nữa nè? Dạ em mong là bạn độc lập về tài chính, có thể tự lo cho bản thân của bạn được. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn nam hút thuốc. Dạ em không thích bạn nam hút thuốc. Trời xong gì nữa cưng? Dạ với lại em mong là bạn nam đừng quá kiểm soát em. Kiểm soát theo cái kiểu là giống như bạn nam cũ em quen á, thì bạn không cho em mặc đồ theo sở thích của em. Nên em sở thích em mặc đồ gì bị ngăn cản. Dạ thiệt ra thì em thích mặc đồ ôm, nên bạn thì bạn không thích. Với lại trong lúc quen bạn đó thì em không có mối quan hệ nào khác ngoài bạn nam. Là em không có bạn bè gì khác luôn, chỉ tập trung duy nhất thôi, bạn trai thôi. Nên em mong là mối tình tiếp theo của em sẽ không như vậy. Rồi sao nữa? Mẫu hình gì nữa nè? Với lại em mong là bạn nam có thể thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của em, là em Nguyễn gia đình em sao nè, bắt đầu kể khổ gì sao? Tại vì mẹ em chỉ có duy nhất một mình em thôi, nên sau này em cũng muốn là có thể là sống chung hai gia đình. Bắt rễ hả cưng? Dạ bắt rễ thì không chị, tại vì em biết là bây giờ đa số là sẽ là con một hoặc là con út thôi, nên chuyện bắt rễ thì nhà em không có phải là muốn bắt rễ á chị. Chứ sao? Nhưng mà em muốn sống ở gần mẹ em. Mẹ em thì không có bắt buộc em đi đâu, mẹ phải theo đó chị, nhưng mà mong muốn của em là như vậy. Đó là cái mong muốn của em thôi đúng không? Dạ. Rồi còn ba? Dạ ba em mất lâu rồi. Cho nên có hai mẹ con thôi. Dạ. Rồi được, cũng đồng ý. Để kiếm anh nào mà có mẹ chồng, đang sống với mẹ chồng á, hai bà xui sống chung với nhau vui. Tình trường mình sao cưng? Theo em hiểu thì khi mà nói đến tình trường thì nó phải là một cái mối quan hệ mà mình song phương kìa. Em thì em chưa có mối quan hệ nào như vậy cả. Cái gì 30 mấy tuổi chưa có mối quan hệ nào song phương? Dạ đúng rồi, em chỉ có đơn phương thôi. Em đơn phương người ta? Dạ đúng rồi. Có người ta nào đơn phương em không? Cái này em không rõ. Em đơn phương người ta mấy mối? Có 2 mối là em thấy là vẫn còn nhớ tới giờ, vẫn gọi là đáng lưu tâm. Bạn là một bạn nữ rất thẳng tính, và em thì em rất đề cao cái sự thẳng thắn của các bạn nữ. Thì em cũng duy trì cái tình cảm này trong khoảng 10 năm. Trời ơi! Tình đơn phương gì 10 năm? Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Trời ơi sao em vĩ đại vậy? Em yêu cái gì mà 10 năm mà người ta không yêu em, em yêu chi dữ vậy? Em rảnh quá ha. Và cái người con gái nó biết được tình cảm em dành cho cổ không? Dạ bạn biết ạ. Em có tỏ tình không? Dạ có. Và bạn nó trả lời sao? Dạ thì bạn từ chối thôi ạ. Từ chối? Mà em vẫn cứ theo? Trong 10 năm tỏ tình được mấy lần? Em nhớ phải ít nhất là 5 lần. 5 lần đều từ chối hết. Nhưng bạn đó có bạn trai không? Em không biết về thông tin đó, em chỉ biết là giờ bạn đã có chồng rồi thôi. Thôi nói chung là vậy nè, sống nó cũng vội vã. mà nhiều khi mình cứ chút, mình chăm một điều gì đó, mình cứ cố gắng cưỡng cầu quá nó cũng không hay. Rút kinh nghiệm ở lần sau mình phải nhạy cảm một chút xíu, thà ngay từ đầu, mình hay cảm nhận nó ngay từ đầu, thấy được phải cái gì tình yêu nó phải từ hai phía, nó phải tương tác với nhau mới gọi là một cái tình yêu. Chứ bây giờ mình ở đơn phương nó không thể gọi là mối tình được. Chị không có chấp nhận những cái mối tình đơn phương. Chị mà thích ai một lần thứ hai, lần thứ ba không được. Tại sao phải cực khổ vậy? Trong cuộc sống nó còn nhiều cái thú vui khác. Thậm chí dù không có bộ luôn cũng được, để tâm trí làm những cái cuộc chuyện khác, gia đình rồi đủ thứ mọi thứ để phát triển sự nghiệp. Dạ. Hy vọng lần này em sẽ may mắn hơn. Cảm ơn chị. Đừng phí tuổi xuân mình vào những cái điều vô bổ. Lần này sẽ tươi sáng hơn. Bây giờ mẫu hình nè. Em quan tâm tới cái mặt tính cách nhiều hơn, thì em mong muốn là bạn là một người thẳng thắn, một người cởi mở và sẵn sàng mình nói chuyện với nhau, mình trao đổi với nhau. Em đề cao cái tính thẳng thắn của bạn. Rồi em cũng chỉ mong là bạn xinh thôi, hết rồi. Nam mà ai muốn nữ xinh á. Rồi, tới em gái. Đây, tới em. Em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là sau khi em tốt nghiệp đại học, thì ra là người này là do một người quen mai mối cho em. Thì lúc đấy mới ra trường cũng chưa có cái công việc ổn định. Thực ra em mới đi làm cho nên em muốn là mình tích lũy về kinh nghiệm, tập trung về công việc và gia đình. Cho nên là hai người đã đồng ý là sẽ dừng lại mối quan hệ. Và sau đó một thời gian thì ảnh đi lấy vợ. Dạ, còn mối thứ hai thì lúc đó là cách đây một năm. Thì cũng vô tình quen biết ở trên một cái trang xã hội, mạng xã hội thôi. Em không có ấn tượng gì nhiều, tại thực tế thì khi mà gặp qua một vài lần thì cảm thấy là tính cách không có hợp. Thứ hai nữa là không có đủ cái đảm bảo về cái kinh tế sau này để mình có thể là dựa dẫm và mình có thể là yên tâm. Cho nên là em cũng quyết định em dừng lại. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào? Thì em cũng mong muốn tìm được một người bạn trai. Thì như hồi nãy em nói, tính em cũng khá là mạnh mẽ, độc lập, cho nên là đôi khi em cảm thấy mình không có được dịu dàng như những người con gái khác. Và em cũng mong là người bạn trai có thể là hiểu cho tính cách của em và bao dung cho tính cách của em một tí. Có thích mẫu cao thấp mập ốm gì không? Có tiêu chuẩn gì không? Ngoại hình đối với em thì ưa nhìn một xíu. Tại vì hồi nãy em có nghe bạn ghế đỏ gọi là hút thuốc thì... Tại trong đầu em trước đó em cũng hình như trong đầu là hình mẫu của mình không phải là một người hút thuốc, cho nên khi mà nghe bạn không đỏ rồi người ta quen em là người ta bỏ, hiểu không? Dạ, cho nên là em mong là người ta có động lực để người ta bỏ. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Minh Đạt ạ. Em bác gái hơi run nên em nói thay bác gái. Nhưng mà em là đi chung hay là? Dạ, em đi chung, em là chị đồng nghiệp với cả bé Trang. Rồi. Dạ, thì là đây mẹ Trang hả? Dạ, đây mẹ Trang. Dạ, thì Trang thì thực sự là rất là mạnh mẽ, với cả là bên trong thì thực sự là cũng nói ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong yếu đuối ạ. Thì như nãy giờ là ngồi nghe hai bạn nam chia sẻ, thì em cảm thấy là đúng là cái anh ghế đỏ thì có vẻ là cũng thực sự là em thấy là cũng phù hợp. Chỉ mong rằng là anh nói rằng là nếu mà có một cái mục tiêu thì anh có thể bỏ thuốc. Hai bạn mà đến được với nhau thì em với cả bác gái ở đây cũng rất là vui. Cảm ơn em. Nhưng mà Tường vẫn muốn nghe cô nói một vài câu. Bây giờ cô hai chàng rể đó, cô lựa chọn rể đi. Cô không có đòi hỏi gì là cái người con rể là cao sang cho lắm. Chỉ mong rằng là con sau này á, một á, là hạnh phúc, hai nữa là có thông cảm chia sẻ cho nhau để là đi đến là hạnh phúc trăm năm. Dạ. Mà hôm nay cô có chấm được anh nào chưa? Trong hai anh này cô chấm anh nào? Cô luôn luôn là muốn là con gái mình là muốn gần mẹ tí. Cô muốn là bên anh ghế đỏ nó ở Sài Gòn thì nó gần bên Hòa hơn. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi, bên chị gái bên đây, mình là đi ủng hộ em nào? Dạ, mình là chị ruột của Hùng. Trước hết á, là về hai bạn nữ phía bên này á, thì hôm nay mình rất là vui. Tại vì hai bạn này rất là xinh luôn về ngoại hình, cũng như là rất là dễ thương trong những câu chuyện các bạn chia sẻ. Cho nên thật ra mà để tư vấn cho Hùng chọn bạn nào, mình nghĩ là Hùng tự biết là người nào sẽ hợp với mình hơn, nên cũng không cần phải tư vấn. Nhưng mà mình chỉ xin là nói một chút xíu đến chính cho em trai của mình thôi. Tại thấy mọi người băn khoăn về chuyện hút thuốc nhiều quá. Tức là Hùng thì là một người rất là đặc biệt đối với mình. Không phải là tại vì bạn là em mình đâu, mà tại vì bạn có những cái tố chất đặc biệt thật. Nhưng mà những cái tố chất đó thì phải qua tiếp xúc một thời gian dài, cũng như là có những cái hoàn cảnh mà nó khó khăn đặc biệt á, thì nó mới bộc lộ ra, thì người ta mới biết được. Chứ Hùng không phải là kiểu khoa trương, mà cũng không phải là kiểu mà biết cách để gây chú ý. Dạ, tức là kiểu là nói được làm được á. Một cái kiểu người mà đáng tin cậy. Và cái kiểu người mà khi mà có chuyện khó khăn á, mình biết mình có thể dựa dẫm vào được. Và nếu mà có bạn gái thì mình tin chắc luôn là bạn sẽ một người rất là tốt bạn gái của mình, và rất là ủng hộ bạn gái của mình phát triển cái bản thân của bạn đấy. Chứ không phải là cái kiểu mà phải gò bó theo cái này theo cái kia. Nhưng mà nói chung thì đối với em á, Hùng là một người rất là đặc biệt. Mặc dù em được mang tiếng một người mạnh mẽ, nhưng mà nếu mà người đàn ông nào mà em dựa vào được á, thì chỉ có ba em mới là em trai của em thôi. Ok, cảm ơn em. Rồi, chờ gì nữa nè, chờ gì nữa, chúng ta sẽ mở cửa trái tim cho các bạn gặp nhau nhé. Mở cửa trái tim. Vậy chắc trước tiên là mình có một món quà nhỏ gửi tặng hai bạn. Rồi. Mình xin gửi bạn. Em cảm ơn ạ. Mình xin gửi bạn. Em cảm ơn. Rồi. Em cũng không món quà nhỏ tặng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, cảm xúc đầu tiên của em khi mở cửa cái trái tim này ra, nhìn thấy hai cô gái, cảm xúc của em như thế nào? Hai bạn xinh, rất là xinh. Cái gì nữa? Quyến chưa? Quyến chưa? Khớp. Không biết từ có sao xíu, có rung động gì chưa? Có gì chớp 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 vậy trời? Đó là nghèo đi lịa luôn á, hay là hồi hộp quá. Trong lòng mình đã có tia có hướng nghiêng về cô nào chưa, hay là đang còn mong lung? Dạ, cũng có định hình. Có định hình rồi, tốt. Bên đây, sao Hùng sao? Em cảm thấy hơi ngợp tí. Sao ngợp? Sao ngợp? Ngoài đấy bạn xí quá nên là đầu óc mình nó giống như nó bị choáng bởi cái sự xinh đẹp đó, nên là mình cái sự xinh đẹp hả? Mình không suy nghĩ được gì nhiều cả. Trời ơi, cũng ngọt ngào dẻo miệng dữ ha. Hai em gái của mình thì sao? Em gái ở cái đỏ, cảm xúc đầu tiên khi mà nhìn thấy hai anh này như thế nào? Dạ thì đầu tiên em thấy hai anh cũng có cái tiêu chuẩn giống như là ban đầu là ngoại hình ưa nhìn rồi. Dạ, còn phần cảm xúc thì em thấy cái câu chuyện hai anh thì có một số những cái điểm giống với những cái tính cách hiện tại của em. Em cũng hơi suy nghĩ một xíu. Rồi, còn em thấy cái sao? Dạ, thì em cũng thấy hai bạn nam ngoại hình rất là ưa nhìn, với lại cũng có một tí đặc điểm của người mà em mong muốn. Thí dụ đặc điểm gì cho anh nghe coi. Thứ nhất là nhìn có thể tin cậy được. Mỗi người đàn ông tin cậy được. Rồi bây giờ mình giao lưu đi, và các bạn có muốn hỏi tâm gì nhau không nè, trò chuyện gì không nè? Cái đó Hùng. Dạ. Muốn hỏi gì cô nào không, hỏi đi. Trang đúng không ta? Trang đúng. Dạ đúng rồi ạ. Anh hình dung là em đang sống rồi làm việc ở Biên Hòa. Dạ. Như vậy thì sau này nếu như mà chúng ta có ở trong một mối quan hệ với nhau. Dạ. Như vậy là anh hình dung là anh sẽ chủ động gặp em đúng không? Ở Biên Hòa. Tại vì thực sự thì em ở Biên Hòa, nhưng mà cái thời gian để em dành thời gian để em lên Sài Gòn em đi chơi hay là đi công việc hay là đi công tác thì rất là ít, và em thực sự không có biết quá nhiều về Sài Gòn. Lên Sài Gòn em xa lạc luôn á, em không biết đường, em có rộng ra đường ạ. Không sao đâu. Em cứ lên Sài Gòn đi, Lạc một tim anh được mà. Lạc một tim anh rồi, thả thính rồi, thê quá. Trời ơi, tôi đâu có ngờ, không biết nói chuyện dữ ha. Nếu như mà hai đứa mà có tiến tới với nhau được, tìm hiểu nhau thì mình nhắm là mình bao lâu thì mình sẽ gặp nhau được một lần để mình tìm hiểu, hẹn hò, đi chơi, đồ ăn uống đồ. Thường thì thứ Bảy Chủ Nhật em đều rảnh cả mà. Nên là nếu như mà Trang là mới hẹn hò với mình thì thứ Bảy Chủ Nhật nào cũng có thể dành cho Trang được. Em hơi thắc mắc một xíu là anh hồi nãy anh có nói là anh khó tính với anh kỹ tính á. Thì tại vì bản thân em cũng tự thấy là mình khó tính, mình cũng hơi kỹ tính một xíu, nhưng mà ở cái mức độ mà kỹ quá thì ví dụ như trong trường hợp là anh về nhà đi, nhưng mà nhà nó hơi bừa bộn một xíu, mà ví dụ là em đi em mệt á, em không có chưa kịp dọn á, thì anh thấy sao, anh nghĩ sao ạ? Anh dọn. Trong tình huống đó thì anh khó chịu chỗ nào thì anh xử lý chỗ đó. Ví dụ như anh thấy nhà nó dơ và anh muốn nó sạch đúng không? Thì anh sẽ đi lau. Đơn giản thôi mà. Cái vấn đề mà anh nghiện thuốc lá thì em không có gì hết, nhưng mà em chỉ nói là tại vì thực sự là đối với em thuốc lá nó là cái hình ảnh nó không có được tốt, tại thực sự hồi trước thì ba em cũng là một người rất là nghiện thuốc lá và cũng bị mất do một phần là vì thuốc lá, cho nên thực sự là em rất là mong là anh cố gắng hết sức để mà chúc anh thành công bỏ cái thuốc lá đi. Cảm ơn em. Vì sức khỏe của anh thôi, phải không? Vì tương lai chúng ta nữa. Rồi, ok. Cặp xanh này sao đây? Bạn này muốn hỏi ai câu nào hỏi đi. Anh mẽ lên. Hội bạn áo đỏ. Hội bạn áo đỏ. Rồi. Ở đây em có áo đỏ chứ không phải là đi du lịch không? Thật ra thì từ trước đến giờ các mối tình của em thì em chưa có đi du lịch với bạn trai lần nào hết. Với lại con người của em thì em thích trải nghiệm du lịch dạng như là nghỉ dưỡng nhiều hơn là đi khám phá. Nên nếu mà anh cũng muốn như vậy thì có thể mình có thể suy nghĩ đến chuyện sẽ đi du lịch cùng nhau. Mà hai bạn nữ có tặng quà gì không nè? Dạ có. Có à, có tặng quà. Em gửi tặng anh một cuốn sách em rất là thích, mong rằng anh sẽ đọc sách. Cảm ơn em. Ở đây là cuốn sách, lấy ra coi sách gì? Yêu những điều không hoàn hảo. Làm sao để chấp nhận chính mình trong một thế giới tuyệt vọng, phấn đấu cho sự hoàn hảo. Bây giờ tại tìm hiểu nói như đó rồi, bây giờ làm gì văn nghệ cho nó vui nè. Giờ hát được không? Em hát được không? Hát nhưng mà chắc em hát một đoạn ngắn thôi anh nha. Đoạn ngắn luôn. Ngắn thôi. Dạ thì ủng hộ ảnh đi các bạn. Không nữa nè. Sau đây mình xin phép được trình bày một đoạn trong bài hát Giọt Nắng Bên Thềm. Wow. Rồi, Giọt Nắng Bên Thềm. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Quên lời. Giọt nắng. Cái bài cái tựa đó. Giọt nắng u linh gì đó. Mùa sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Xin thăm. Rồi rồi. Mình đi hát mà tình cảm mà sao em giống như là ngồi mà giống như là vừa cái tình em khẽ mà vừa hát vậy cưng. Trời đất ơi. Không, mà hát nó có hồn chứ bộ. Giọt nắng ơi, ai hát cũng hát cho mà. Có nghĩa là anh hát mà chị đang hồi hộp không biết là em còn nhớ cái câu sao không thiệt đó. Mà giống như đang chờ đợi một cái tiết tấu gì hả? Không biết mình nhớ câu sao không? Em cười gì em, người ta hát tặng chương trình mà em cười gì á? Em cười gì á? Dạ tại vì em có suy nghĩ giống chị Tường. Em sợ bạn không nhớ câu sao. Bây giờ em hát đi, giờ tới phiên mình. Thôi bây giờ đàn hát, hát rồi đàn gái mình đâu lép vế được. Giờ hai bạn nè, ai là người siêu công hát? Em thực ra thì em cũng có biết hát, nhưng mà tông em không có lên cao được cho nên là em hát một khúc nhỏ thôi ạ. Rồi, dạ. Ok. Vỗ tay. Một khúc nhỏ trong bài Tình Anh ạ. Dạ. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay trong lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ rơi vì người đi mãi. Em chưa? Cảm xúc thế nào? Hoàng hồn. Sao em? Hả? Dạ giọng của bạn rất là hay. Mời em đứng đó. Đâu bây giờ cho em nắm tay luôn á để tạo cảm xúc luôn đó. Chị thấy như là em bị đứng hình bị hít lại luôn á. Rồi bây giờ nói câu cuối rồi đó là hết giờ rồi đó. Nói gì nói đi. Nói đi. Em biết nói gì đâu. Xin phép nắm tay, xin phép bạn. Thôi xin phép cho em nắm tay em. Dạ. Em lạnh quá. Em lạnh quá. Thôi mình hẹn gặp lại nhau em ha, ở Biên Hòa. Dạ. Ghê. Trời có lời nhắn nhủ nghe đổ mồ hôi quá. Lên Biên Hòa chơi không? Rất là dễ thương. Rồi nhỏ này cười gì qua. Dạ. Thử luôn chứ. Làm đi. Chỉ đếm thôi, hồi về nói sao chị Tường không cho em cơ hội. Dạ. Rồi xin phép người ta cho nắm tay rồi nhắn nhủ. Hiện tại thì cho mình... bé nắm tay cái. Mình cũng đây. Dạ. Rồi. Nói nè. Em có đồng ý là cho anh một cái cơ hội để mà chúng ta có thể là tìm hiểu nhau. Tại vì chương trình cũng đã là một cái cơ hội rất là tốt. Thì em cũng muốn là hai đứa mình có thể tìm hiểu trước. Ôi rất là bánh tre luôn á trời. Hãy nhìn về phía trước, nhắm mắt lại, lắng động, kiểm tra lại cái lý trí của mình, kiểm tra lại cái cảm xúc của mình. Và sau những cái hiệu lệnh của anh Đạt thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định là có bấm hẹn hò hay không. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn hãy đặt tay lên nút bấm của mình đi nè. Bây giờ là khoảng cách quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Này anh cũng có cái tiêu chỉnh, nhưng là ban đầu là ngoại hình ưa nhìn rồi. Em cũng hơi suy nghĩ một xíu. Thì em cũng thấy hai bạn nam ngoại hình rất là ưa nhìn, với lại cũng có một tí đặc điểm của người mà em mong muốn. Nhìn có thể tin cậy được. Em ở Biên Hòa, nhưng mà cái thời gian để em dành thời gian để em lên Sài Gòn, em đi chơi hay là đi công việc hay là đi công tác thì rất là ít. Và em thực sự không có biết quá nhiều về Sài Gòn. Em lên Sài Gòn em xa lạc luôn á, em không biết đường, em mới rộng ra đường ạ. Không sao đâu, em cứ lên Sài Gòn đi, Lạc vào tim anh được mà. Từ trước đến giờ các mối tình của em thì em chưa có đi du lịch với bạn trai lần nào hết. Với lại con người của em thì em thích trải nghiệm du lịch dạng như là nghỉ dưỡng nhiều hơn là đi khám phá. Nên nếu mà anh cũng muốn như vậy thì có thể suy nghĩ đến chuyện sẽ đi du lịch cùng nhau. Oh yeah! Oh, Tường ơi! Hay đi quá Tường ơi! Trời ơi! Hay quá đi thôi! Wow, chúc mừng các bạn! Mời hai cặp đôi nắm tay nhau coi đã nè. Mừng quá, lâu lắm rồi ông bà Mai mới lấy lại phong độ. Không, nhưng mà thật sự là hai cái cặp đôi này rất là phù hợp nhau, rất là phù hợp với nhau. Tặng cho nhau nụ hôn để đánh dấu bước khởi đầu cái mối quan hệ nghiêm túc này. Rồi, Hùng với Trang xin phép có phụ huynh đó. Hy vọng là Trang có thể cho anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của em. Wow. Xin phép con rắn Trang cho em một nụ hôn ha. Trao cho em một nụ hôn luôn. Ủa gì vậy? Wow, hai đứa nó cũng má hả? Nó khỏe má. Biết đâu thôi. Ok, ta đi. Cái điểm nhấn mà. Bây giờ thì chị Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi, xin gửi tặng cho các bạn nha. Em. Rồi, cảm ơn. Các cặp đôi bấm nút thành công, chương trình dành tặng cho các bạn một phần quà nhỏ, đó là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speed Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và trong ứng dụng này thì cũng sẽ có được sự tư vấn từ ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha các bạn nha. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện để mà tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất các bạn nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc sẽ được phát sóng vào lúc 21h15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21h30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nha. Bye bye.